căn bệnh lớn nhất của loài người này là đây nha, chúng ta mới nhìn này. Bản thân chúng ta nằm ở giữa, bản thân chúng ta nằm ở trung tâm nhé. Xung quanh của chúng ta là những đối tượng bên ngoài. Thì những đối tượng bên ngoài thường có nhiều đối tượng. Ở đây tôi tạm liệt có 3 cái đối tượng quan trọng mà hay ảnh hưởng đến các bạn. Đối tượng đầu tiên là gia đình bạn, bố mẹ bạn. Nếu các bạn đã lập gia đình rồi, vợ chồng con cái bạn là gia đình mình, nó ảnh hưởng đến mình. Yếu tố thứ hai là công việc. Một ngày các bạn đi làm việc 8 tiếng lận. Vậy 8 tiếng, 10 tiếng này nó ảnh hưởng đến mình rất nhiều. Cứ cái gì chúng ta tiếp xúc thì cái đó nó ảnh hưởng đến mình. Lưu ý cái đó nha. Và yếu tố thứ ba là yếu tố xã hội. Các bạn sống trong môi trường quốc gia nào, tỉnh thành nào, làng xóm nào, làng bản nào, tất cả những cái đó nó là xã hội. Thì ba cái vấn đề là gia đình, công việc và xã hội này này là ba yếu tố bên ngoài. Ba yếu tố bên ngoài. Còn cái yếu tố bên trong là do chính bạn. Những cái yếu tố bên ngoài này mà nó lệch lạc thì nó giống như con virus á, nó chui vào trong cái máy tính của mình. Nó từ từ nó cứ chui vào mình. Không phải ai cũng đủ sức ngăn ngừa virus đâu nhé các bạn nhé. Chúng ta có phần mềm diệt virus nhưng không phải ai cũng kích hoạt để nó hoạt động được đâu. Đó. Thì khi gia đình nó bất an, khi công việc của nó sóng gió, khi xã hội của nó nhiều lộn xộn, nó cứ chui vào dần mình, rồi đến một lúc nào đẹp trời, nó chính là cái con virus trong tâm của chúng ta. Và tâm của chúng ta bắt đầu lo lắng, bất an theo, thì ở đây nó bắt đầu xuất hiện. Hoang mang rồi trầm cảm, stress toàn bộ nằm đây. Vậy những cái môi trường mà chúng ta tiếp xúc này này, nó chính là thức ăn của tâm. Lưu ý các bạn, đến trường học cũng là một giai đoạn chúng ta tiếp xúc. Rồi đi làm cũng là một giai đoạn chúng ta tiếp xúc. Rồi các bạn lập gia đình hoặc các bạn ở với ba mẹ cũng là môi trường chúng ta tiếp xúc. Rồi các bạn bước ra xã hội đi chơi với bạn, với bè cũng là cái thứ chúng ta tiếp xúc. Rồi các bạn lên Facebook, các bạn lên YouTube cũng là thứ chúng ta tiếp xúc từ xã hội nó vào. Toàn bộ những cái gì ở bên ngoài mà nó tác động để nó chui vào năm giác quan của mình nhá, đặc biệt là hai giác quan chính, đó là mắt và tai, thì nó trở thành thức ăn của tâm. Chui vào miệng thì nó gọi là thức ăn của thân. Lưu ý nha. Thức ăn của thân thì nó làm cho thân của các bạn khỏe hay yếu. Ăn uống bậy bạ thì sức khỏe nó yếu. Ăn uống đúng cách, rèn luyện thể thao thì nó khỏe. Vậy thôi. Thức ăn của tâm cũng thế. Ăn uống đúng cách thì tâm nó khỏe. Ăn uống sai cách thì tâm nó yếu. Tâm nó yếu mà nó bị tích lũy cái yếu đó lâu ngày thì nó sinh ra bất an, lo lắng, hoang mang và trầm cảm nằm đây. Đặt một câu hỏi tiếp này. Cái giai đoạn thời nhỏ của chúng ta là toàn bộ chúng ta lệ thuộc vào gia đình và lệ thuộc vào trường học nơi chúng ta sống. Nhưng mà 17, 18 tuổi chúng ta bước ra cuộc đời, chúng ta tự lập rồi. Vậy chúng ta được quyền chọn nơi mà chúng ta đến. Chúng ta được quyền chọn doanh nghiệp mà chúng ta vào làm việc. Chúng ta nộp đơn xin việc mà. Như vậy là khi chúng ta lớn lên vượt thoát khỏi 17 tuổi, nếu các bạn nào học đại học là vượt thoát khỏi 22 tuổi, thì cái ý chí của bản thân, cái trí tuệ của bản thân chỗ này này, nó lại được quyền quyết định môi trường sống. 22 tuổi trở ra, các bạn được quyền quyết định lập gia đình với ai, được quyền quyết định có sinh con hay không, các bạn được quyền quyết định là xin việc ở chỗ nào, và các bạn được quyền quyết định là tôi ở khu vực nào, tiếp xúc với con người, xã hội khu vực nào. Các bạn hoàn toàn tự quyết được, không ai cấm các bạn hết. Như vậy ở đây chúng ta mới thấy chia thành hai cái phần rất là rõ này. Cái phần thời nhỏ thì môi trường xung quanh chúng ta ảnh hưởng đến chúng ta là chính. Cái giai đoạn mà kết thúc đại học hoặc kết thúc 17 tuổi, các bạn trưởng thành, các bạn bước ra cuộc đời, thì các bạn là người được quyền chọn môi trường xung quanh mình. Lưu ý nha, hai giai đoạn này rất quan trọng. Thì cả hai, mỗi cái giai đoạn này có cái quan trọng riêng của nó nha. Thì trầm cảm nó nằm ở cái chỗ là cái môi trường xung quanh này này, nó bị nhầm lẫn này, dẫn đến cái bản thân này của chúng ta
nhầm lẫn theo này, đây là một dạng. Còn một dạng nữa, còn một dạng nữa là chúng ta lớn rồi, chúng ta tự quyết định cuộc đời của mình rồi mà chúng ta vẫn cứ quyết định sai. Tức là cái bản thân này nội lực nó yếu này, nó bị a dua này, đây. Nó bị a dua theo dư luận. Chúng ta kết thúc 17 tuổi rồi, chúng ta bước vào cuộc đời nhưng chúng ta không có suy nghĩ lại công việc này có cần không? Quyển sách gì chúng ta nên đọc? Ông thầy nào chúng ta nên theo? Nhóm bạn nào chúng ta nên kết bạn? Chúng ta không đặt được những câu hỏi đó thì chúng ta có xu hướng a dua theo dư luận. Tại sao chúng ta bị a dua theo dư luận? Vì giáo dục trên thế giới hiện nay nói chung, nhưng không phải riêng Việt Nam, không phải riêng Hàn Quốc, tôi quan sát giáo dục thế giới rất nhiều, thì tôi thấy giáo dục thế giới nó bị nghiêng về nghề nghiệp chuyên môn. Họ đào tạo mình thành một cái nghề nào đó. Ví dụ như tôi học Đại học Bách Khoa thì sẽ được đào tạo nghiêng về toán lý hóa, sẽ trở thành một kỹ sư chế tạo máy, hoặc một kỹ sư hóa, hoặc một kỹ sư xây dựng, hoặc một kỹ sư công nghệ thông tin rất rõ. Biến anh thành một cái người làm nghề thôi, hành nghề thôi. Chứ họ không cho mình một cái góc nhìn tổng quan về xã hội. Họ không cho mình cái góc nhìn gia đình là gì, công việc là gì, xã hội là gì. Họ không cho mình những này này. Rồi còn một góc nhìn nữa rất quan trọng là góc nhìn thiên nhiên này là gì. Cái trái đất này nó vận hành, cái rừng, cái biển nó vận hành như thế nào để chúng ta tập tôn trọng nó, thì họ không có dạy, rất ít. Nên là về chúng ta học nghề chuyên môn nhiều quá, rồi chúng ta lại bị thêm những định kiến xã hội. Từ đó suốt ngày chúng ta đi kiếm GDP, tức là chúng ta đi kiếm những cái gì mà xã hội nó đang ca ngợi, gọi là tiền, gọi là chức vụ, gọi là thành công, mà chúng ta quên mất chỉ số hạnh phúc. Chỉ số kinh tế và chỉ số hạnh phúc thì chỉ số hạnh phúc quan trọng hơn. Sống hạnh phúc là cái đích quan trọng hơn là sống có tiền. Các bạn sẽ lại thắc mắc, không có tiền làm sao hạnh phúc? À, không có tiền hoàn toàn khác là vừa đủ tiền. Các bạn có một cái lượng tiền là 1.000 đồng nhưng mà không hạnh phúc, và một người có một cái lượng tiền là 500 đồng mà rất hạnh phúc, chọn ai? Các bạn có 10 căn biệt thự mà gia đình cứ nát như tương, và các bạn chỉ cần một căn biệt thự thôi mà gia đình vẫn rất êm, sống rất hạnh phúc, chọn ai? Các bạn có 2-3 căn nhà phố, bây giờ các bạn chỉ cần một căn nhà phố thôi nhưng gia đình toàn bộ ấm êm, chọn ai? Đó, chúng ta phải nhìn lại cái đó. Chỉ số hạnh phúc thì ở trên thế giới có một số nước nó đi vào chỉ số hạnh phúc nhiều. Ví dụ như là quốc gia Bhutan này, ví dụ như là một số nước Bắc Âu. Ví dụ như đợt trước chúng tôi đi mười mấy ngày ở Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển, thì quan điểm của Phần Lan rất là rõ. Đó là 15 phút đi bộ phải có một thư viện. Cứ 15 phút đi bộ phải có một thư viện. Và họ khuyến khích chúng ta dùng đồ tái chế, khuyến khích chúng ta không có bỏ bất cứ món gì đi. Tivi hư đừng có mua tivi mới, mà tivi hư thì đem đi sửa. Sửa xong mang về, cầm cái phiếu đó nộp cho chính phủ, chính phủ trả lại tiền sửa. Họ trả lại tiền cho mình để khuyến khích mình đừng có đổi đồ nhiều quá, nó thành rác. Tức là họ ý thức gìn giữ đất mẹ rất là tốt. Và ở nơi đó họ có những cái triết lý sống là ít là nhiều. Ai mà biết sống cần tiết kiệm ít thôi, nhu cầu biết đủ thôi, thì đó mới là nhiều. Chứ không phải là kiếm được thật nhiều mới là nhiều. Đó. Thì hiện giờ Hàn Quốc và Nhật Bản là hai một trong những cái nước mà họ có chủ trương là thành công trên nền tảng kiếm nhiều. Tập đoàn phải to, doanh số phải lớn, tất cả những cái đó. Là chúng ta đi nghiêng về GDP nhé. Chúng ta thiếu đi cái sự quân bình của chỉ số hạnh phúc. Vậy cái vỏ ở bên ngoài này này, thời bé nó sẽ tác động đến chúng ta, cộng với cái nghiệp quá khứ của chúng ta, và cái môi trường xung quanh đó mà nó có những cái yếu tố của tham sân si này này, thì nó sẽ kích cái hạt giống tham sân si của mình nó lên. Tham là những mong muốn quá đà, những cái mong muốn bất hợp lý. Còn những cái mong muốn bị đói các bạn đi ăn, cái đó tôi không nói, cái đó nó không phải là tâm tham. Các bạn dùng mà ở mức độ biết đủ là không có tham. Uống một ly bia một ngày là không tham, nhưng uống một két là tham, uống hai chai là tham, một ly thôi, khoa học chứng minh rồi, một ly rất tốt cho sức khỏe, còn vượt quá một ly là có vấn đề. Đó,
Vậy là cái nhu cầu vừa đủ không được gọi là tham, mà nhu cầu nó có xu hướng vượt qua cái chữ vừa đủ đó thì nó mới được gọi là tham. Mà cái người đã có lòng tham rồi thì đặc thù của tâm tham rất lạ là nó cứ phát triển mãi, nó cứ tăng mãi lên. Nó tăng mãi lên, nó thành cái sự nắm kéo về, thành sở hữu và thành sự tâm lý ích kỷ lớn dần. Rồi tham, rồi sân, rồi bất như ý giận đẩy ra, rồi sợ nằm đấy. Vậy cái môi trường của chúng ta sống này này, mà nó nhiễm bởi những cái này này, si này này. Si ở đây không phải là ngu si không nhá, ngu si là rất dở. Ở đây là tà kiến. Tà kiến tức là các bạn có những quan điểm sống sai lầm thì nó cũng gọi là si. Tôi lấy ví dụ à, đối với những người làm quan chức mà tham nhũng, hoặc là đối với những người làm những cái nghề kiểu như là mafia, tài phiệt, thì họ sẽ có quan điểm là tiền là tất cả. Có tiền là có tất cả. Cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền. Họ có cái quan điểm đấy. Thì đây là một dạng tà kiến. Một dạng tà kiến thứ hai mà cả thế giới chúng ta bị nhiễm này, đặc biệt ở Việt Nam cái này bị nặng này. Cha mẹ khổ rồi thì phải cố kiếm tiền để cho con cái nó sướng. Đấy là một dạng tà kiến. Tức là mình nhìn mà nó bị cong đi, nó không còn thẳng nữa. Thẳng nó gọi là chánh kiến, còn nó bị cong, nó bị vẹo, nó bị lệch đi thì nó gọi là tà kiến nha. Cái đứa con của mình nó cần mình cho nó một căn biệt thự khi mình chết, hay nó cần sự trưởng thành, trao cho con sự trưởng thành là quan trọng, hay trao cho con căn biệt thự là quan trọng? Phải suy xét kỹ. Nếu mà nó chưa trưởng thành mà các bạn trao cho nó 10 căn biệt thự có ổn không? Nó hai mươi mấy tuổi mà nó chưa trưởng thành, các bạn càng trao cho nó nhiều, nó phá càng nhanh. Nên cái gốc nó không phải là căn biệt thự, mà cái gốc của nó là sự trưởng thành ở bên trong nó. Mà sự trưởng thành thì phải thông qua dạy và phải thông qua rèn. Dạy phải đúng cách và rèn cũng phải đúng cách thì nó mới trưởng thành. Đó. Thì đấy là những cái dạng tà kiến của người Việt mình. Những cái nước dạng như Trung Quốc cũng bị rất là nhiều. Tức là đời tao khổ rồi thì tao phải cố gắng kiếm được nhiều tiền, tao cho mày một cục để cho mày sướng. Quan điểm rất sai lầm. Rồi một trong những cái tà kiến mà cả thế giới nó đang bị vướng bây giờ đó là gì? GDP là tất cả. GDP là tất cả. Chỉ số kinh tế là tất cả. Và nó gắn vô thành kinh tế chính trị. Làm chính trị là để làm kinh tế. Chứ chưa bao giờ anh nghĩ tôi làm chính trị là để tôi làm cho quốc gia hạnh phúc. À, tôi lập gia đình là để gia đình hạnh phúc, hay là tôi lập gia đình để tôi sắm biệt thự. Hai khái niệm này khác nhau. Xây cái nhà hay xây tổ ấm, cái nào quan trọng? Xây cái nhà hay xây tổ ấm, các bạn cứ suy nghĩ cho nó kỹ. Nếu mà đã biết cách xây tổ ấm thì tự nhiên có căn nhà, nhưng có thể không nhiều nhà mà thôi. Không có 1, 2, 5, 10 căn mà thôi, nhưng chỉ cần một căn thôi, nhưng nó đầy tổ ấm, đầy tiếng cười. Còn các bạn toàn tâm toàn ý một ngày 24 giờ dồn hết vô xây cái nhà thì các bạn mấy chục năm sau các bạn có một chục căn nhà nhưng không có tổ ấm, gia đình nát, nhà thì rất nhiều nha. Nên lưu ý, GDP là xây cái nhà, GNH là xây tổ ấm, chỉ số hạnh phúc là xây tổ ấm, chỉ số kiếm tiền là xây cái nhà. Lưu ý cái này. Nên một cái nó là cái vỏ, một cái nó là cái lõi. Cái nhà là cái vỏ thôi, còn cái tổ ấm nó là cái lõi. Linh hoạt để mà đảm bảo làm sao nắm bắt thị trường, làm sao cạnh tranh được với thị trường, làm sao vượt qua đối thủ cạnh tranh. Nói chung là phải nhảy bén một chút xíu và có một cái gì đó phải linh hoạt. Như vậy thì nếu mà cái sự tỉnh thức ở trong cái hoàn cảnh này á, thì sẽ được ứng dụng như thế nào trong cái hoàn cảnh này để đảm bảo được rằng đối mặt với những sự thay đổi đó mà mọi người ở trong cái công sở, ở trong cái việc kinh doanh của mình vẫn đảm bảo được cái sự tỉnh thức, thưa thầy ha. Bây giờ giữa tỉnh thức, giữa tỉnh thức và không tỉnh thức, tức là có chút chút gì đó phê phê, có chút gì đó cảm xúc giật dây, có chút gì đó a dua theo đám đông, thì anh chàng nào quyết định chính xác hơn?
cái anh chàng phê phê lân bị cảm xúc giật dây đôi khi quyết định nhanh hơn, nhưng về lâu dài chắc chắn sẽ có sai sót. Đó là lý do vì sao doanh nghiệp của chúng ta cứ hình xin lên voi xuống chó, lên voi xuống chó, xong có một ngày đẹp trời nó xuống thấp hơn cả con chó nữa, chúng ta gọi là phá sản. Còn chúng ta sống với lối sống tỉnh thức thì có thể nó lên voi hơi chậm một tí, vì mọi quyết định nó phải suy xét lại, nó phải tỉnh mà, mình không quyết định trong lúc mê được, nên nó chậm hơn một tí, nhưng mà cái xác suất mà xuống chó gần như không tồn tại. Nếu nó có xuống thì nó chỉ xuống một phút là nó nhận ra được, vì nó tỉnh thức nên nó nhận ra. Nên thực sự là nó phát triển ổn định. Và một cách quan trọng nhất này không phải là mỗi phát triển về doanh số đâu, toàn bộ đội ngũ hạnh phúc. Toàn bộ đội ngũ, xác suất mà nó hài hòa với nhau cao lắm. Nó không có khái niệm chia bè, kéo phánh, kéo cánh để đấu đá nhau trong một doanh nghiệp đâu. Hình dung không? Là khi đội ngũ nó đoàn kết, nó hài hòa với nhau, thì doanh nghiệp nó mới ổn định. Có thể chúng ta không phải là doanh nghiệp giàu có nhất trong ngành. Có thể các bạn chỉ cần đứng thứ 10 trong ngành thôi, nhưng mà các bạn có thể tồn tại vài trăm năm. Còn các bạn đứng thứ nhất trong ngành, nhưng có 30 năm, 50 năm nó phá sản rồi, thì mình chọn hướng nào? Bây giờ tôi lấy một cái ví dụ người Nhật đi. Người Nhật là họ chưa đưa được văn hóa tỉnh thức vào trong doanh nghiệp đâu nhé. Nhưng họ lại đưa được một cái văn hóa đạo đức vào trong doanh nghiệp. Tức là họ chỉ cần cam kết sống tốt, không lừa đảo với nhau thôi. Uy tín, chân thành, không lừa đảo. Nói sao làm vậy. Mà họ có những cái doanh nghiệp tồn tại 1.400 năm. Không nhầm đâu nhé, 1.400 năm. Còn những doanh nghiệp tồn tại 200-300 năm ở bên Nhật đông như quân nguyên. Còn ở Việt Nam tìm một doanh nghiệp 100 năm chắc mờ con mắt không tìm được. Các bạn hình dung chưa? Đấy, như vậy là cái sự tỉnh thức nó giúp chúng ta sống hài hòa, đứng đắn, tốt đẹp hơn với mọi người. Tức là nó dẫn đến đạo đức. Nhưng người Nhật họ chưa tinh tế được đến cái chữ tỉnh thức. Họ chỉ cần đến được với cái đạo đức uy tín thôi. Nó đã tồn tại vài trăm năm cho đến hơn 1.000 năm cho các doanh nghiệp của họ rồi. Vậy các bạn có nhất thiết phải đứng đầu trong vòng 20 năm để rồi đến năm thứ 30 đi xuống, rồi đến năm thứ 40 phá sản? Hay là các bạn muốn có sự bền vững nhiều đời mặc dù có thể mình không đứng đầu? Các bạn hình dung chưa? Đây là cái quan điểm sống nha. Quan điểm sống lấy đứng đầu là mục tiêu, hay quan điểm sống lấy sự hài hòa, hạnh phúc là mục tiêu? Và bên cạnh đó chúng ta vẫn gặt hái được kết quả, nhưng có thể không cần kết quả đứng đầu. Chúng ta để ý này, chúng ta đang quan điểm doanh nghiệp y như là một lớp học 50 học sinh của Việt Nam. Tao phải đứng đầu, tao phải học sinh giỏi toàn diện, tao phải đứng đầu. Bệnh thành tích, và cả lớp không hạnh phúc. Và lâu lâu trong lớp có một đứa nó tự tử. Đi học mà tự tử chỉ có ở Việt Nam thôi. Chắc có thêm được Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản là bốn nước đi học có người tự tử thôi. Tức là đi học mà không có hạnh phúc. Đi học là một cuộc tranh đua mệt mỏi. Và mình phải đứng đầu mới là xứng đáng. Để rồi một ngày đẹp trời mình rớt xuống hạng 5 cái mình tự tử. Chi vậy? Chúng ta thay đổi cái quan điểm đi. Tại sao doanh nghiệp của tôi phải đứng đầu, thế ai là thằng đứng thứ hai? Thằng nào cũng đòi đứng đầu, thế còn trăm doanh nghiệp nó đấm nhau chết cái vị trí đứng đầu à? Tại sao mình không suy nghĩ tôi là một doanh nghiệp, tôi sinh ra, tôi có nhiệm vụ mang lại sự hài hòa cho cộng đồng, cho xã hội và cho chính doanh nghiệp của tôi. Chính các những hàng trăm nhân sự của tôi có một cái sự hài hòa, hòa quyện với cuộc sống. Và các bạn được hạnh phúc và các bạn vẫn có được cái sự thành công nhất định. Nhưng không nhất thiết phải đua cuộc đua đứng đầu. Đấy. Thấy chưa? Đấy là những cái quan điểm rất khác nha. Nên đưa văn hóa tỉnh thức vào vô cùng hay. Chúng tôi có hệ thống trường Tuệ Đức, chưa bao giờ ý định phải là trường đứng đầu Việt Nam cả. Chưa bao giờ có ý định đó. Nhưng mà 9 năm 32 cái trường, các bạn thấy tốc độ nó kinh không? Vì chúng tôi ứng dụng có mấy món thôi. Văn hóa tỉnh thức mới chỉ là một món thôi.
chúng tôi ứng dụng tư duy nhân quả trong nghệ thuật ra quyết định, là dùng tư duy nhân quả rất nhiều nha. Và chúng tôi dùng một cái triết lý gọi là triết lý ba gốc: đạo đức, trí tuệ, nghị lực, làm cái cây nhân cách cho toàn bộ hệ thống giáo viên, phụ huynh và học sinh. Chúng tôi tìm mọi cách để đưa cái cây ba gốc này vào, len lỏi vào trong tiết học, len lỏi vào trong đời sống cho các con. Có thế thôi, có mấy ý đó thôi. Thì văn hóa tỉnh thức là một trong những cái ý cũng chủ đạo của chúng tôi đấy. Đó. Thì đã 9 năm 30 mấy cái trường rồi. Nha, nên các bạn yên tâm, đưa được nó vào chỉ vừa hạnh phúc hơn, vừa thành công hơn thôi, chứ đừng lo lắng. Còn không cam kết tỉnh thức nên nó không bao giờ cam kết đứng đầu cả. Đứng đầu là mất tỉnh thức rồi nhá. Đúng là khi mà mình lao ra cái sự cạnh tranh mà mình không có một cái sự thấu hiểu thấu đáo á, thì sự cạnh tranh đó nó sẽ dẫn đến cái kết quả là nó sẽ đem đến những cái điều nó không tốt cho chính doanh nghiệp của mình. Em đang nhận ra cái điều đó. Và dù cho ở bất cứ cái hoàn cảnh nào, có thể những cái hoàn cảnh là tốc độ cần phải nhanh, phải ra quyết định, nhưng khi có một cái sự rèn luyện tỉnh thức thì cái sự ra quyết định đó nó đi từ gốc rễ, nó đi từ đạo đức, từ nghị lực, từ trí tuệ, thì cái quyết định đó nó sẽ sáng suốt. Rõ ràng là hệ thống trường Tuệ Đức là một cái hệ thống trường phải nói là tạo được một cái uy tín rất lớn ở trong cái ngành giáo dục. Thì đó cũng là một cái hình thức kinh doanh trong ngành giáo dục mà lại đạt được những cái sự thành công nhất định. Thì em đã nhận ra được ở trong cái phần chia sẻ của thầy về cái câu hỏi đó. Về cũng có một cái câu hỏi nói rằng là có thể là ở đâu đó trên một cái hành trình khi mà xây dựng cái văn hóa cho cái công sở đó thầy, thì có thể ban đầu là vì có thể vì hình thành công ty trong một cái thời gian ngắn, vì vội vàng đi vào kinh doanh nên cũng chưa có thiết lập những cái văn hóa về gốc rễ hoặc là sự tỉnh thức ngay từ ban đầu. Như vậy trong cái quá trình mà có thể người chủ doanh nghiệp, người lãnh đạo doanh nghiệp họ nhận ra, họ ngộ được cái câu chuyện về tỉnh thức và họ bắt đầu họ ứng dụng vào trong chính cái doanh nghiệp của mình. Tuy nhiên thì có thể họ không có biết cái cách họ ứng dụng là sao đó, nên đôi khi sẽ gặp lại một cái sự phản kháng của những cái nhân viên. Họ sẽ không tham gia, họ sẽ từ chối đối những cái hoạt động mà mình khuyến khích để mọi người trở nên có một cái sự rèn luyện về tỉnh thức. Thì trong cái bối cảnh này thì đứng ở góc độ của thầy, trong quá trình ứng dụng ngay ban đầu thì có gặp cái thách thức đó hay không, và nếu mà gặp á, thì cái cách giải quyết nó sẽ như thế nào? Rồi, các bạn triển khai bất cứ một cái thứ gì trên đời đều gặp sự phản kháng, chứ chả phải riêng gì mỗi văn hóa tỉnh thức. Các bạn mang một cái bộ KPI thiệt là ngon lành, học chỗ anh Kiên Trì về áp thử xem, nhân viên cũng phản kháng, đúng không? Chứ đâu có nhất thiết phải mỗi cái thứ tỉnh thức. Phản kháng nhiều nữa. Rồi các bạn nhiều. Các bạn đi học ở đâu đó về BSc Blank Scorecard, các bạn về áp dụng thử xem, trời ơi, bà con chống đối đần. Rồi các bạn kiếm một cái phần mềm thiệt là xịn về cho doanh nghiệp sử dụng, một cái phần mềm ERP làm cho doanh nghiệp của mình chạy rất ngon, áp dụng đi, 6 tháng đầu nó đánh cho mình sứt đầu mẻ trán luôn đó. Tức là bất cứ một cái gì mang tính thay đổi thói quen, chứ không phải riêng gì văn hóa tỉnh thức nhé, tất cả những cái gì mang tính thay đổi thói quen của một đám đông thì đều bị phản kháng. Vì hầu hết con người của chúng ta thiếu nghị lực. Hầu hết chúng ta thiếu nghị lực nên chúng ta rất ngại thay đổi. Chúng ta không đủ độ lì, độ liều để đón nhận cái mới đâu. Nó đơn giản vậy thôi. Nên chúng ta phải quyết tâm. Phải quyết tâm. Và một trong những cái cách mà chúng tôi triển khai đó là vết dầu loang, củi khô cháy trước, củi tươi cháy sau. Đồng năng lượng thì triển khai trước, rồi sau đó dùng cái nhóm đồng năng lượng đó biến thành vết dầu loang. Trên một cái bàn của các bạn 2 mét vuông, các bạn kiếm một cái góc nào đó nó đồng năng lượng và các bạn lấy cái góc đó cho nó loang ra.
trong doanh nghiệp của các bạn có 100, 1.000 nhân sự, các bạn về làm một cái buổi huấn luyện đào tạo khoảng 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ cho anh em thảo luận chán chê cái lĩnh vực cần thay đổi. Sau đó trong 100 anh em sẽ có 10 anh em giơ tay lên, ô cái này quá hay, cho em làm cùng với. Thì đó chính là đồng năng lượng. Các bạn lấy 10 cái người đó làm nòng cốt để bắt đầu loang ra, bắt đầu đào tạo huấn luyện họ trong suốt 1 tháng 2 tháng. Họ được rất nhiều kết quả tốt đẹp và thường xuyên đăng lên cổng thông tin cho doanh nghiệp thấy. Ví dụ đôi khi chỉ là một cái nhóm Facebook, nhóm Zalo thôi, cứ có kết quả gì hay đăng lên, kết quả gì chuyển hóa tốt anh em đăng lên. Một tháng sau lại gom anh em lại, báo cáo kết quả cho mấy chục anh em còn lại ngắm, 90 anh em còn lại ngắm, lại có thêm 20 anh em, ô tôi thích quá, cho tôi vào cái nhóm của mấy ông với. Thế là nhóm của các bạn từ 10 người loang ra thành 30 người. Gì nữa? Các bạn lại tiếp tục như vậy 1-2 tháng nữa là thành 50 người. Cứ như thế các bạn chạy suốt nửa năm cho đến 1 năm thì nó loang hết cho 100 người. Và sẽ có rất nhiều người họ quyết định là không bao giờ chịu bị loang, thì họ sẽ nộp đơn nghỉ việc. Nha. Họ bảo cái này không phù hợp với tôi, họ sẽ nghỉ việc và các bạn phải chấp nhận thôi. Cùng năng lượng thì giữ lại, khác năng lượng cho họ nghỉ đi. Có vấn đề gì đâu, bình thường mà. Chúng ta là những con người đi trên cùng một chuyến xe, họ muốn đi chuyến xe khác mà. Năng lượng của họ khác, họ đi chuyến xe khác không sao cả. Họ chẳng có lỗi gì cả. Lỗi ở đây là không đồng năng lượng, và vì chúng ta không biết cách lọc ngay từ ban đầu nên nó không đồng năng lượng vậy thôi. Thế là 100 người thì có khoảng 10 người, 20 người nghỉ việc bình thường. Nhưng các bạn có 80 người đồng năng lượng, cực kỳ đoàn kết, chí hướng cùng xây, thì tự nhiên văn hóa doanh nghiệp nó thành hình. Tự nhiên một số cái thói quen chung nó thành hình, suy nghĩ chung nó thành hình. Các bạn trở thành một bó đũa, các bạn không phải là 100 chiếc đũa rời rạc nữa. Các bạn là 80 chiếc đũa bó lại thành một bó. Thì 80 chiếc đũa này nó cực kỳ mạnh luôn. Còn ngày trước 100 chiếc đũa mà nó rời rạc ra thì cái thằng khác nó cứ bẻ từng cái là mình mất thôi. Nha. Đó, đây là kinh nghiệm xương máu của tôi đấy. Ngày xưa tôi cũng là làm bao nhiêu công ty tư vấn vào, mình cũng đi làm văn hóa, mình cũng làm BSC, mình cũng làm KPI đủ thứ hết. Lè hết cả lưỡi ra, càng làm nó thành gánh nặng. Sếp cũng buồn, nhân viên cũng buồn. Nặng quá. Về sau, sau 3 năm tôi triển khai tôi mới đúc kết lại này. Sử dụng thành vết dầu loang thì triển khai dễ hơn hẳn. Xác suất thành công 90% ở người chủ đủ quyết tâm hay không thôi. Chứ đã vết dầu loang thì không có cái khái niệm mà thất bại được. Vì chỗ nào nó không thể loang được trong vòng 6 tháng đến 1 năm, tức là chỗ đó cần thay người, cần cho nghỉ đấy. Thế thôi mà. Trong cái quá trình mình loang thì mình nhớ phải huấn luyện đào tạo họ liên tục nhá. Họ vào mình huấn luyện đào tạo để cho họ có cái thời gian để họ chuyển. Những người nào mà không hợp tác, không huấn luyện đào tạo được là thua, thì lúc đó phải bỏ. Rồi, vậy nha. Em thấy cái phương pháp vừa phải nói là cũng rất là tâm lý. Là tâm lý nhưng mà cũng khoa học nha, rất là khoa học. Cái đầu tiên là cái người chủ họ phải đủ quyết tâm. Đúng, thật sự em cũng có cảm giác là như vậy. Không phải ai đưa một cái điều mới đến với doanh nghiệp mình và khi gặp một cái phản ứng lại là có thể vượt qua được cái phản ứng đó. Đôi khi người ta cũng dễ buông xuôi. Còn cái câu chuyện về vết dầu loang thì thật sự là đúng là một cái hành trình em cũng chứng kiến trong cái quá trình làm việc với thầy, thì bản thân em cũng chứng kiến cái hành trình để đưa những cái văn hóa về tỉnh thức đến với công việc cũng như đến cộng đồng. Đặc biệt là nếu các bạn lập gia đình thì các bạn biết ông chồng hay bà vợ này khi nào thì chia tay. Rồi khi người ta dọa mình chia tay, mình còn biết khi nào thì nó quay về trở lại cơ. Trong quan hệ vợ chồng tôi thấy môn nhân tướng nó chính xác đến 90%. 10 cặp mà các bạn tiếp xúc với cả hai vợ chồng chỉ khoảng nửa tiếng đến một tiếng là các bạn đoán biết những cái xung đột của họ là gì luôn. Và xung đột nó đến từ ai các bạn biết được luôn. Và giải pháp là gì biết được luôn. Nên tư vấn về mối quan hệ, đặc biệt hôn nhân và gia đình, nhân tướng là cái môn cực kỳ hay. Ứng dụng trong chọn bạn, chọn đối tác, chọn vợ, chọn chồng, tùy à, các bạn nên học môn này, học xong rồi là ế tăng lên gấp đôi, rất nguy hiểm. Vì tiêu chuẩn lúc này mình có rồi, ngày xưa mình không có tiêu chuẩn nên chọn đại. Cứ thấy anh đã thích là lấy thôi. Còn bây giờ thích là một chuyện, nhưng mà nhìn mắt, nhìn mũi, nhìn tai, nhìn ánh mắt, nghe giọng nói như thế nào. To cao đẹp trai mà giọng nó dẻo dẻo là nghi liền có sở khanh không. Đấy.
ứng dụng trong quản trị nhân sự, sắp xếp và đào tạo. À, nhân tướng học mà các bạn sắp xếp khéo thì tôi thấy nó hay hơn DISC rất nhiều. Mà các bạn để ý học DISC ở phương Tây là các bạn lâu lâu được học miễn phí, còn bình thường phải đóng 500 đến 1 triệu là học của người Việt nhé. Còn các bạn học đúng người thầy nước ngoài dạy là 35 triệu một khóa DISC 3 ngày nha. Đó, vợ tôi là học mấy khóa đó rồi nha. Nên các bạn hiểu được, các bạn dễ sắp xếp hơn, rồi các bạn bình tĩnh thấu đáo hơn trong nhân sự. Các bạn tuyển một người vô, các bạn ước chừng người này có cái tính phản phúc thì thường 1 đến 2 năm nó sẽ nghỉ việc. Dù các bạn giữ kiểu gì nó vẫn nghỉ việc. Vậy nếu các bạn biết chắc 1 đến 2 năm nghỉ việc thì các bạn làm gì? Sử dụng nó theo dự án. Chứ đừng giao những trọng trách mang tính bền vững lâu dài. Như vậy là các bạn thấu đáo hơn trong nhân sự thì các bạn dùng người mà các bạn rất an vui. Rồi các bạn nhìn cái người mà biết tâm tham nhiều, trả lương nó cao lên một tí thế thôi. Còn mấy cái khoản khác không cấp, nó thích lương cho mỗi lương thôi vì tâm tham nó mạnh. Còn có những người họ không thích lương nhá, các bạn tăng lương không có ý nghĩa gì đâu. Cái người mà nó nghiêng về mặt lý trí, các bạn phải nói trên nền tảng của hiểu biết thì họ lại làm việc rất nhiệt tình. Lương thưởng chỉ tác động rất ít thôi. Đó. Thì mình thấu đáo hơn thì mình dùng người nó an vui rộng lượng. Và đặc biệt là nếu các bạn lập gia đình thì các bạn biết ông chồng hay bà vợ này khi nào thì chia tay. Rồi khi người ta dọa mình chia tay, mình còn biết khi nào thì nó quay về trở lại cơ. Vì khi dọa mình chia tay mà ánh mắt của nó bất an, sợ hãi thì nó dọa thôi, 3 hôm sau nó quay về trở lại. Tự động các bạn biết à? Đó, không khó đâu. Nên môn nhân tướng là cũng là một môn mà. Bổ sung. Các bạn mà nào làm nghề sinh chắc vân tay thì nhân tướng bổ sung tuyệt vời. Môn nhân tướng thì có 3 cái chìa khóa rất quan trọng mà hầu như các sách nhân tướng nó viết một cách sơ sài. Đó là phương pháp học nhân tướng là gì, sách nhân tướng không viết. Sơ đồ nhân tướng là gì, sách nhân tướng có ghi mà ghi trong một trang lẫn vô hàng trăm trang, không ai biết đó là sơ đồ nhân tướng. Và giải mã nhân tướng thì gần như không sách nào ghi. Các sách nhân tướng chỉ ghi duy nhất có một câu thôi: tâm sinh tướng và đức năng thắng số, hết. Hai câu đó tôi bảo đấy không phải là lời giải. Vì chúng ta đọc xong chúng ta cũng có sửa được mình đâu. Nên đấy chưa phải là lời giải nhỉ? Thì giải mã nó là thế, nó có 3 món ăn chơi này. Thì khi nào mà các bạn nắm được thật chắc mấy cái món này này thì từ đó các bạn sẽ xem được nghiệp lực quá khứ của mình phần nào. Người nào mà hơi rõ nét là xem được đấy nhé. Rồi xem được mạnh yếu của mình, để từ đó các bạn phát huy hay là khắc phục nó. Rồi các bạn chọn bạn bè sếp này, chọn người yêu để đối nhân xử thế. Đặc biệt mối quan hệ vợ chồng, môn nhân tướng là môn number one. Trong quan hệ vợ chồng tôi thấy môn nhân tướng nó chính xác đến 90%. 10 cặp mà các bạn tiếp xúc với cả hai vợ chồng chỉ khoảng nửa tiếng đến một tiếng là các bạn đoán biết những cái xung đột của họ là gì luôn. Và xung đột nó đến từ ai các bạn biết được luôn. Và giải pháp là gì biết được luôn. Nên tư vấn về mối quan hệ, đặc biệt hôn nhân và gia đình, nhân tướng là cái môn cực kỳ hay. Thì dạng như vậy tôi thấy nhân tướng nó giải bài toán nó nhanh hơn rất nhiều. Nó rẹt một cái vô đến tận nguyên nhân luôn, nhìn tận gốc luôn. Và giải pháp của nó thì các bạn phải nghĩ giải pháp tận cùng của nhân tướng là nhân quả. Tại sao mắt các bạn trợn? Tại sao mắt các bạn rớn rác mà không có bình tĩnh? Mắt rớn rác là tâm bất an, đúng không? Vậy tâm bất an là nhân, quả là mắt rớn rác. Rồi tại sao tâm bất an? Là cái tâm này nó phải bất an lâu rồi, không phải bây giờ nó bất an đâu. Tức là trong quá trình nuôi nó từ nhỏ đến lớn, môi trường tác động hoặc nghiệp quá khứ đã làm cho nó bất an. Mình phải xét cái đó. Thì cái đó các bạn phải có cái nền nhân quả các bạn mới suy ra được. Nên khi học nhân tướng các bạn hiểu được cái đó thì cái giải pháp nó dễ. Tất nhiên có giải pháp rồi, họ làm được hay không lại là chuyện khác. Thấy họ yếu bảo chạy bộ đi, họ về chạy hay không chuyện của họ, đúng không? Nhưng chuẩn đúng bệnh thì cái môn này chuẩn rất hay. Trong những cái đối nhân xử thế giữa bố con, mẹ con, nhân tướng nó xem cũng rất nhanh. Xem họ nói chuyện với nhau xong quan sát một hồi biết nó bị bệnh gì luôn. Có những phụ huynh vào trong trường Tuệ Đức, đi soi Tuệ Đức khoảng nửa tiếng đồng hồ
khen chỗ này, chê chỗ kia các kiểu, ăn mặc rất đẳng cấp, rất chảnh chọe, giống như con nhà giàu. Hai chị đi vào, tức là làm sếp ở đâu tôi không biết, nhưng trong đó có một chị là mặt vuông chữ điền, ánh mắt dữ và có tia máu đỏ trong mắt. Lời nói rất là uy quyền, nhưng ẩn đằng sau cái uy quyền đó là sự cay đắng. Tôi nghe tôi nhận ra, tôi bảo chắc chắn gia đình của chị lục đục rất nặng, hoặc đứa con của chị dứt khoát nó không nghe lời chị. Nếu không phải hai tình huống này thì con của chị có vấn đề về tâm lý, tự kỷ hay cái gì, hay bị đào tôi không biết. Nói xong lúc đó có chị bạn đi cùng, chị im lặng, chị không nói gì hết. Lát sau đi về, chị dắt chị bạn kia đi về, xong chị lộn trở lại trường, chị gặp tôi. Gặp ngồi xuống bàn một phát khóc hu hu luôn. Con của chị bị bệnh đau, bị cái bệnh, bị hơi thần kinh từ nhỏ. Và chị đã cố gắng, chị dạy nó mà không thành. Và mối quan hệ của chị với chồng xung đột khủng khiếp. Ở với nhau cho có vì đứa con, đụng cái thế ngay, nhìn mặt nó trổ ra rồi. Thì những tình huống nó rất nhanh. Nhưng các bạn hiểu một số cái mối quan hệ nó từ đâu ra nhanh, không khó đâu. Những tình huống điển hình nó xem nhanh vô cùng. Bổ sung rất tốt cho sinh trắc, hướng nghiệp, nhân sự, xây dựng đội ngũ. Xây dựng đội ngũ nhé. Và nhân tướng học nó quan sát mọi lúc mọi nơi. Nhân tướng học là cái môn trá cân, nó bảo mày xòe tay ra xem tay chủng gì khỏi cân. Bạn nào mà đi được hết 10 món ăn chơi này là bạn giỏi. Về nhà các bạn cứ ôn đúng 10 món ăn chơi này, trong này nó có cả thần khí này. Phản ứng khi gặp bất ngờ, khó khăn, quyền lợi chính là hành vi, thái độ sống này. Đây là thần này, đây là khí này, thấy chưa? Đi đứng hay gầy xương mập mạp chính là cốt cách này. Nó đủ hết nha. Nên nó là đủ 4 cách xem tướng đấy. Nên rất nhiều bạn quăng cái hình lên trên mạng nhờ xem. Quăng cái hình lên trên mạng nhờ xem là xem được cách số 1 thôi. Toàn bộ 2, 3, 4 không xem được. Nếu xem cũng đoán mò được một chút thần, không xem được khí, xem được thần. Ánh mắt chụp hình nhiều khi vẫn thấy, xem đoán được nhưng mà xác suất trúng không cao. Các thầy tướng tại sao họ đoán rất là đúng? Vì những cái gì sai họ không ghi vào trong sách. Bạn nào mà đi hết 4 cái mảng này này, tôi khẳng định chính xác đến 99%. Vì nó có dính đến nghiệp nữa này. Hành vi và thái độ sống là nghiệp. Đụng được vô đến nghiệp là rất sâu rồi nha. Nên cái hướng nghiệp không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Phải hiểu cái nghiệp của cái đứa trẻ nó vận hành, mình mới hướng được nghiệp. Còn nghề thì dễ, nó thích cái gì, nó có, nó kiếm được tiền hướng cho nó đi đó. Rồi, đây tam đình ngũ nhạc nha. Mặt mũi anh chàng này là mặt mũi phúc hậu hay là dữ tính? Phúc hậu đấy, các bạn có học nhân tướng đâu vẫn nói được mà, thấy chưa? Nên môn nhân tướng ai cũng biết, nhưng chúng ta không đúc kết. Ai cũng biết môn nhân tướng. Các bạn lấy vợ lấy chồng có phải nhìn mặt nhìn mũi hợp nhãn mới lấy không? Vậy đấy là các bạn có sự chọn lọc của mình trong não rồi đấy, không ghi ra thôi. Giúp người phải có trí tuệ. Ai thuận nhân duyên mình giúp người đó. Và ngay cả người đó không phải là vợ mình, không phải là mẹ mình, thì cũng thuận nhân duyên phải giúp trước. Thì đấy mới là đúng, đúng tinh thần của tình yêu thương vô điều kiện. Từ nãy có một bạn lên đây hỏi một cái câu, tôi nghĩ hội trường mình cũng nên nghe cùng, lớp mình nghe cùng, là bạn hỏi là bạn ấy cứ bị lấn cấn trong cái vấn đề giúp người nhà, giúp quê hương, đi làm nhiều nơi và mình cứ bị mắc kẹt vào cái trách nhiệm là phải quay về quê hương để giúp quê hương, quay về người thân để giúp người 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 thân. Thì trong cái quá trình tôi đi chia sẻ thì có một bạn học viên là nữ, bạn này quê ở gốc Bến Tre, và một ngày bạn ấy lên chở tôi về xuống Bến Tre. Bạn nói là thầy ơi, em có 5.000 mét vuông ở thành phố Bến Tre, thầy làm trường được không? Vì bạn nhiệt tình quá nên bạn chở hai vợ chồng tôi về Bến Tre. 5.000 mét vuông đó của mười mấy hộ gia đình của dòng tộc bạn ở trên cái miếng đất đó. Tức là nếu bây giờ cái miếng đó làm trường là phải giải phóng mười mấy cái căn hộ đó, mặc dù cùng dòng tộc nhưng cũng không dễ gì, đúng không? Xong tôi mới hỏi là đất này là đất giáo dục hay là đất nhà ở? Thì bạn nói là đây là đất nhà ở. Mà các bạn biết đất nhà ở nó đắt khoảng gấp 10 đến 20 lần đất giáo dục. Đất giáo dục mà 5 triệu thì đất nhà ở nó phải là 50 triệu một mét vuông. Như vậy nếu chúng ta bán 5.000 mét vuông đó, chúng ta đi ra 10 cây số nữa ra ngoại thành, chúng ta mua một miếng đất giáo dục thì chúng ta mua được 5 hectare. 5 hectare chúng ta trích 1 hectare ra thành nhà cho các
10 căn hộ đó nó ở giống như ký túc xá, giống như nhà ở giáo viên đấy. Còn 4 hectare lại làm trường thì vẫn quá tốt. Nhưng mà các bạn phải hiểu một điều là người miền Tây ấy, họ lười học. Trong các tỉnh thành ở Việt Nam thì duy nhất miền Tây là rất lười học. Tức là con của họ hết cấp 1, hết cấp 2 là họ cho nghỉ ở nhà thôi. Đi lấy chồng đi gần, khỏi đi học. Quan điểm của họ rất đơn sơ. Ở nhà cày ruộng, mò cua bắt ốc, kiếm đủ miệng là xong, khỏi học hành hết, mệt. Người miền Tây là vì xưa nay đồng bằng sông Cửu Long nó chủ phú. Nên dù có trường tốt, về đó tuyển sinh cũng rất phức tạp. Vì trong đầu toàn bộ người dân cái ý thức học họ không có. Tức là duyên không có đủ, điều kiện không có đủ. Nhân muốn làm là một chuyện, nhưng duyên nó có thuận lợi không? Cái thứ hai là mình nói về cái duyên về bất động sản đi. Giải phóng 10 cái căn hộ đó đi để mua được một cái miếng 5 hectare, nhiều khi phải mất cả năm chưa xong. Xong mua được rồi, xin giấy phép làm trường, nhiều khi cũng phải mất 1 năm nữa chưa chắc đã xong. Xin được giấy phép rồi, xây lên lại mất thêm 1 năm nữa, và ít nhất là mất 3 năm nếu thuận lợi. Hình dung chưa? Mà lại là thuận lợi ở một cái vùng miền Tây là người dân không thích học hành. Bây giờ các bạn thấy nhiều trong gai chưa? Nên tôi mới khuyên bạn này, tại sao em lại phải quay về quê hương để em làm trường? Thế bây giờ giả sử một cái tỉnh Kon Tum Đắk Lắk nào đó, một cái tỉnh miền Trung nào đó, dân đông hơn Bến Tre, họ ham học hỏi hơn, và mình có thể mở trường ở cái tỉnh đó mà mình giúp được nhiều người hơn, thì theo em nên giúp tỉnh đó hay nên em giúp quê của em? Suy nghĩ đi. Họ cũng là người, đặc biệt họ cũng là người Việt Nam. Tại sao mình phải giúp quê của mình trong khi đó nhân duyên nó không hội tụ, hoàn cảnh nó không thuận lợi? Trong khi cái nơi nó cần hơn, nhân duyên nó hội tụ hơn thì mình lại không nhảy vào mình giúp họ. Đấy có phải là tính cá nhân không? Cá nhân vì quê hương của mình. Đấy cũng là một dạng cá nhân đấy, một dạng bản ngã đấy. Quê của tôi mới giúp, còn quê người khác tôi không giúp. Một dạng cái tôi, cái của tôi đấy. Người thân của tôi mới giúp, còn người lạ tôi không giúp. Đây có phải là một dạng thiên vị không? Nếu với cái tư tưởng thiên vị như vậy, khi chúng ta làm quan thì sinh ra lợi ích nhóm, đúng không? Cái nhóm nào mà nó là quê hương của tôi sẽ bảo kê. Không phải quê hương của tôi sẽ loại nó ra khỏi cuộc chơi. Các bạn làm quan được khoảng 5-6 năm, xung quanh của các bạn mấy chục lính toàn cùng quê hết, toàn cùng dòng họ hết. Các bạn trở thành lợi ích nhóm, các bạn trở thành quan tham nhũng lúc nào không hay. Thấy chưa? Bản chất làm quan là phải bình đẳng. Bản chất của tình yêu thương là phải vô điều kiện. Tại sao chúng ta cứ phải đưa cái điều kiện? Nó phải là quê tôi, nó phải là họ hàng với tôi mới giúp. Hình dung chưa? Mình phải tập. Nên đây là cái góc nhìn đấy. Cái góc nhìn, cái cách chúng ta quan sát cuộc đời đấy, nó là chánh kiến đấy. Khi chúng ta có một cái chánh kiến đủ vững chãi về cuộc đời thì chúng ta sẽ thấy con người vốn bình đẳng. Mình giúp được tỉnh này thì mình cũng sẽ giúp được tỉnh kia. Tỉnh nào mà nó thuận lợi thì mình giúp trước, có thế thôi. Nên các bạn có nhớ một cái câu chuyện ở trên mạng, nó đăng và người ta cãi nhau rất là dữ, là một anh chồng ở trên một chiếc thuyền và có hai người ngã xuống sông, một người là vợ, một người là mẹ, hỏi cứu ai. Câu chuyện rất nổi tiếng ở trên mạng mà người ta cứ cãi nhau ùm cụ tỏi lên, đúng không? Trên quan điểm của đạo Phật, người nào thuận nhân duyên thì người đó cứu trước. Nhân là anh chàng ở trên thuyền có biết bơi không? Đấy là nhân. Anh không biết bơi nhiều khi anh cứu người ta phát anh chết luôn. Và duyên là ai gần và cái khu vực gần đó không quá nguy hiểm, người đó giúp trước. Một người cách 50m, một người cách 10m thì cứu thằng 10m, chứ đừng có điên cứu thằng 50m mà thằng 50m lại chuẩn bị rớt xuống gì nhỉ? Thác. Thế mình bơi ra đến nơi thì cả hai đứa rớt xuống thác luôn, thì cái thằng 10m cũng chết, mình cũng chết, và thằng 50m cũng chết, vì nó không thuận nhân duyên. Hình dung chưa? Nhân là mình muốn giúp, duyên là hoàn cảnh nó không thuận lợi, mình đi cố là mình dại. Giúp người phải có trí tuệ. Ai thuận nhân duyên mình giúp người đó. Và ngay cả người đó không phải là vợ mình, không phải là mẹ mình, thì cũng thuận nhân duyên phải giúp trước. Thì đấy mới là đúng, đúng tinh thần của tình yêu thương vô điều kiện. Chúng ta đọc Kinh Thánh đấy không? Trong Thiên Chúa Giáo ghi rất rõ tình yêu thương vô điều kiện, nhưng chúng ta không hiểu nó.
đủ sâu, thì hành vi của chúng ta luôn luôn đưa điều kiện vào. Điều kiện là họ là người nhà tôi, họ là quê của tôi nên tôi phải giúp. Và chúng ta mang danh trách nhiệm, chưa chắc đâu, có chừng đó là mang danh bản ngã đấy. Nên các bạn mà hiểu cái này, các bạn sẽ rất thông cảm cho những sinh viên Việt Nam ở lại nước ngoài không về Việt Nam. Các bạn sẽ rất thông cảm cho họ. Vì họ về Việt Nam, cái nhân là họ giỏi, nhưng cái duyên là hoàn cảnh, điều kiện họ có phát huy được không? Chưa chắc phát huy được. Các bạn nhìn giáo sư Ngô Bảo Châu về Việt Nam hơn 10 năm không phát huy được cái gì hết. Ở bên Pháp, giáo sư Ngô Bảo Châu cất cánh thăng hoa, trở thành một cái người được giải thưởng Pew, giải thưởng cao nhất về toán học. Về Việt Nam 10 năm chết dí luôn, không nhúc nhích gì được. Điều kiện nó quá khó khăn cho một người nghiên cứu khoa học. Việt Nam không có khái niệm ủng hộ các nhà khoa học. Vậy về đây yêu nước tốt, nhưng rồi 10 năm trôi đi lãng phí. Nên rất nhiều người Việt Nam giỏi, kỹ thuật giỏi, họ lại ở lại nước ngoài, có lý do của họ. Không phải ai cũng giỏi để rồi về thay đổi được đất nước đâu. Nếu mà chúng ta đủ sức để thay đổi đất nước về rất tốt. Nhưng nếu chúng ta không đủ sức, hoàn cảnh nó còn mạnh hơn nội lực của mình, thì coi chừng ở nước ngoài lại tốt hơn. Tốt cho mình và tốt cho cái người dân ở đấy. Vì chung quy người dân thì cũng là loài người thôi, đúng không? Mình nhìn rộng ra. Mình có giúp cho Úc, mình có giúp cho Campuchia, mình có giúp cho Lào, mình có giúp cho Pháp, mình có giúp cho Myanmar, rồi cũng là loài người với nhau thôi. Ở đâu chúng ta cống hiến được thì ở đó đều là tốt đẹp cả. Mình nhìn rộng ra. Cái góc nhìn của mình, cái chánh kiến của mình nó rộng ra đi, đừng có thu hẹp lại. Thì mình thoát được cái ý nghĩa là tại sao mấy sinh viên Việt Nam giỏi cứ ở nước ngoài. Thì nhìn lại cuộc đời của em thấy thì em từ thấy từ cũng... này, mình đúc kết lại cuộc đời của bạn này nha, bằng một câu này, đúc kết lại này. Bạn này là thời đi học thuận lợi, đúng không? Xong rồi lại không thuận lợi, cuối cấp 3 lại không thuận lợi. Xong vào đại học, vì không thuận lợi nên lại vào một cái đại học kém hơn thì lại trở thành thuận lợi. Đúng không? Thuận lợi được đi làm khởi nghiệp thuận lợi, xong lại khó khăn, lại không thuận lợi, xong lại thuận lợi, xong lại không thuận lợi. Tức là cuộc đời đi học và đi làm của bạn này là nhiều thăng trầm giữa thuận lợi và không thuận lợi. Để rồi bạn này đúc kết ra một bài học là mình phải học lại những thứ nền tảng. Xác định lại là bài học cuộc đời của mình hình như chưa có vững, nên tôi phải đi học lại. Một cái đúc kết rất tốt. Những cái thăng trầm, giả sử bạn này không có trầm, toàn thăng thôi, không đúc kết được bài học này đâu. Mà giả sử bạn này toàn có trầm thôi, làm cái gì cũng thất bại, cũng không đúc kết được bài học này. Nhìn cuộc đời nó đen kịt trở lại, không muốn đi học nữa. Cuộc đời tươi sáng quá, cũng không muốn đi học nữa. Nên chính những cái cuộc đời thăng trầm là những cái thứ vô cùng quý giá. Người nào mà cả nhỏ đến lớn, cái gì cũng thuận lợi, rồi làm cái gì cũng thành công, tôi đánh giá không cao được. Vì đến khi chết đi, mình học chẳng được mấy bài học đâu. Rồi bao nhiêu tài sản mình kiếm được, rồi nó cũng trôi theo dòng nước mà. Mình không dùng, người khác nó dùng thôi, hết mà. Sinh ra hai bàn tay trắng, chết đi trắng hai bàn tay. Cái đoạn giữa 70 năm á, là học bài học gì, chứ không phải là tích chữ được gì. Đoạn này rất quan trọng nha. Sinh ra hai bàn tay trắng, chết đi trắng hai bàn tay. Cái đoạn giữa 70 năm không phải là tích lũy được gì, không phải là sở hữu được gì, mà là học được bài học gì thì mới là quan trọng. Vì các bạn có sở hữu gì đi chăng nữa, các bạn có tích chữ gì đi chăng nữa, thì chết đi vẫn trắng hai bàn tay. Nên những bạn nào mà có thăng, có trầm từ sớm là những bạn rất tốt. Cái thằng con giữa của tôi á, cái thằng mà nó 4 tuổi nó đã dậy, nó dắt chó đi ỉa lúc 2 giờ sáng á. Thằng con đó là 17 tuổi nó xin nghỉ học, lớp 10 nó nộp đơn nghỉ học. Hồi đó là nó học lớp 8 là tôi đã bảo nó thôi con nộp đơn nghỉ học đi, đi theo bố một thời gian là quay trở lại học sau. Nó bảo con vẫn muốn học. Nó học hết lớp 9 rồi nó mới lên lớp 10. Đến khi hết lớp 10 rồi nó nộp đơn nghỉ học thì tôi với mẹ nó ngồi nói chuyện với nó mới trả lời là 2 năm lớp 9 và lớp 10 con thực sự có thể học là vô ích, không có giá trị gì cho con mấy. Chỉ quen được mấy thằng bạn, mà toàn mấy thằng bạn trẻ trâu, nó già trước tuổi mà. Để rồi nó bước ra cuộc đời, nó đi làm. Nó đi làm được 2 năm, nó vừa học vừa làm, nó học là nó học đạo á. Tầm sư học đạo á, và nó làm 2 năm.
Rồi đến bây giờ nó lại quyết định nó quay trở lại học đại học ngoại ngữ. Mà muốn học đại học ngoại ngữ thì nó phải chinh phục một cái cao đẳng ngoại ngữ trước, vì nó chưa tốt nghiệp cấp 3 nên nó không vào đại học được, nó phải vào cao đẳng trước. Nên là đăng ký đại học ngoại ngữ từ xa, lấy cái bằng cao đẳng từ xa trước, tự học hết, ở nhà tự học hết, rất chăm chỉ. Tại sao định hướng học ngoại ngữ? Tại sao tôi ngồi nói chuyện với nó rất kỹ? Con muốn học lời Phật dạy, con muốn học minh triết của những cái bậc thánh nhân thì học bằng tiếng Anh thuận lợi hơn bằng tiếng Việt rất nhiều. Tiếng Việt mình tài liệu ít và ngôn ngữ, dịch ngữ là từ tiếng Hán Việt nó phức tạp. Tiếng Hán Việt nó không trong sáng như tiếng Anh. Tiếng Anh và tiếng Pali nó trong sáng hơn rất nhiều. Con học thẳng bằng tiếng Anh. Và sau này con lấy cái bằng Đại học Phật giáo quốc tế, chứ không lấy bằng Đại học Phật giáo trong nước nữa. Con có thể lên thạc sĩ, tiến sĩ dễ như trở bàn tay. Và sau này nếu con đi giảng bằng tiếng Anh, con đi giảng khắp nơi trên thế giới, chứ không phải chỉ có 63 tỉnh thành. Nó học Phật rất tốt, nó học những cái gì nghiêng về đạo lý, nó học cực kỳ tốt luôn. Mình xác định luôn đó, con học ngoại ngữ đi để nó bắt cầu cho sau này con học Đại học Phật giáo ở nước ngoài, rồi lên tiến sĩ, thạc sĩ ở bên đó, rồi sau này mình mở cái cánh cửa đi dạy ở bên đấy. Nó sướng hơn dạy ở Việt Nam. Sân chơi nó rộng. Bây giờ nó học rất quyết tâm. Đấy. Nên chính cái thăng trầm cuộc đời năm nó lớp 10 ấy, thì đến bây giờ nó trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng mà nhìn ở dưới góc độ của một ba mẹ là hay bị đau lòng. Hiểu không? Người cha, người mẹ nhìn cái đứa con mình có hết lớp 10 nó đã nghỉ học, nó đã đi làm rồi. Trong khi đó bạn bè nó vẫn còn đang đi học. Tự nhiên mình cảm thấy đau lòng. Đầu trầy đi thớt, việc gì nó cũng sẵn sàng nó làm được. Đấy. Không câu nệ một cái việc gì cả. Thì tự nhiên đôi khi mình nhìn mình cảm thấy là mình không có tròn vai phụ huynh nhé. Nhưng mà đến bây giờ nó ra cái quyết định là học đại học ngoại ngữ để rồi thành đại học Phật giáo tiếng Anh, rồi trở thành một cái người vừa tu tập mà vừa giảng dạy trên nền tảng có trải nghiệm cuộc đời. Không nhất thiết phải vào thành một vị tu sĩ đâu. Cuộc đời có thể nó là tu sĩ nhiều đời rồi, nhưng có thể đời này nó không làm tu sĩ. Đấy. Hỏi nó con có muốn lập gia đình không? Thì nó trả lời ngập ngừng, nó bảo con thì cũng không muốn lắm. Nhưng mà mình không nói trước được điều gì. Tức là biết đâu gặp một người nào nó thực sự ưng ý thì vẫn lấy. Còn trong đầu nó xác định là không muốn lấy vợ. Ngay từ bây giờ, 17 tuổi đã xác định luôn. Nên những thăng trầm là tốt lắm nha. Mà cái thằng con tôi là số 7 nhiều lắm. Trong thần số học nó số 7 không. Nên bạn nào ở đây mà nhiều số 7 đi kiếm tiền không vui đâu. Nhiều số 7, nhiều số 9, nhiều số 10, nhiều số 11, nhiều số 20, nhiều số 22 đi kiếm tiền không bao giờ vui được. Đi kiếm tiền một thời gian chán, không muốn kiếm tiền nữa đâu. Vì đó là những con số nó nghiêng về tâm linh, nghiêng về chiều sâu của tâm thức, nghiêng về cộng đồng, nghiêng về thiện nguyện. Nó không phải là cái người cày bừa đi kiếm tiền. Đi kiếm tiền tức là đi kiếm biệt thự đó. Kiếm biệt thự tức là đi kiếm kẹo, đi kiếm bim bim con nít thôi gì đâu mà. Vẫn là một tâm hồn trẻ thơ nha. Đó. Nên những cái bạn mà bạn này bạn đang chinh phục này. Em tên là gì? Em tên là Dương Mạnh Thắng. Bạn Thắng này này bạn đang chinh phục. Vẫn là đang chinh phục hành trình của mưu sinh. Những cái thăng trầm của em vẫn là hành trình của mưu sinh đúng không? Và sắp tới em củng cố lại kiến thức cũng để chinh phục hành trình mưu sinh. Em vẫn còn phải lột xác một lần nữa. Lột xác này còn rất ít, chưa đáng kể đâu. Một lần nữa là mình lột xác, là mình buông bớt mưu sinh ra, mình hiểu một cái hành trình khác sâu sắc hơn mưu sinh rất nhiều. Mưu sinh cần, nhưng nó chỉ là một cái cần của phương tiện thôi. Mưu sinh là một phương tiện trong 70 năm, chứ mưu sinh không bao giờ là một đích đến trong 70 năm cả. Hiểu được cái này, nhưng đến lúc nào em buông bớt cái này ra mà biến nó thành một phương tiện. Coi cái hành trình mưu sinh chỉ là một phương tiện thôi là thành công. Còn bây giờ em vẫn còn nặng nợ với nó, nha, rồi. Rồi, nhìn lại cuộc đời mình thấy gì? Em nhìn lại cuộc đời thì đến bây giờ thì em thấy nó là một hành trình rất là thú vị. Nó dạy cho mình rất nhiều cái bài học mà... Rồi, mà... tiếp. Bạn muốn cuộc đời sẽ trở thành như thế nào? Cái câu hỏi này thực sự là câu hỏi khó. Vì là mỗi giai đoạn mình lại sẽ thấy là mình sẽ muốn một cái điều nó khác nhau.
Chính xác. Hôm nay gặp thầy, thầy nói cho mở mang đầu óc hơn, thì mình lại mong muốn một điều khác. Gặp một thầy mới hoặc là một môi trường mới thì mình lại, cái câu hỏi này thực sự là rất khó để trả lời em. Chính xác, bạn này trả lời tốt đấy. Trong giai đoạn này thì em xin phép là không, chưa thể nào trả lời được ạ. Còn lưu ý này, chúng ta muốn trở thành người như thế nào nó ứng với tầng nhận thức của chúng ta. Trí tuệ chúng ta đến đâu thì chúng ta, cái muốn của chúng ta nó ứng với cái tầng đấy. Mây tầng nào đón gió tầng đấy, không lệch được. Các bạn dù giỏi đến đâu tôi không cần biết, nhưng cái nhận thức của các bạn là ăn và nhậu thì cái muốn của các bạn sẽ loanh quanh ăn và nhậu. Muốn trở thành người như thế nào được ăn nhậu thoải mái hết, dù có trong tay hàng chục hàng nghìn tỷ cũng thế thôi. Nhà cao cửa rộng không quan trọng, nhưng nhận thức ở đâu thì thế giới bên ngoài nó ở đấy, cái muốn của mình nó sẽ đặt ở đấy. Nên bạn này không trả lời được, bạn ấy mỗi một giai đoạn bạn ấy muốn khác nhau, là vì mỗi một giai đoạn bạn thay đổi nhận thức. Vậy là em đang trong tiến trình phát triển bản thân rất tốt. 6 tháng đến 1 năm mình lại thay đổi nhận thức thì cái muốn nó lại khác đi là rất tốt. Nha. Còn chỉ sợ mình nhận thức vẫn như cũ nhưng mà lan tung, lan man và lung tung nó mới nguy hiểm. Còn bạn này nó thể hiện là tầng nhận thức nó đã khác đi nên cái muốn của mình nó khác đi là hợp lý. Khi chúng ta cố kiếm nhiều tiền thì có phải chúng ta bị kẹp vào target không? Chúng ta bị kẹp vào KPI không? Chúng ta bị kẹt vào những cái mục tiêu là năm nay phải kiếm 50 tỷ nè. Tại sao chúng ta lại không đặt mục tiêu là năm nay mình phải bình an và hạnh phúc, nỗ lực hơn năm trước? Trong doanh nghiệp thì văn hóa doanh nghiệp là cái lõi, còn thu nhập là cái vỏ. Những cái giá trị văn hóa cốt lõi mà nó được lan tỏa ra thì nó mới là cái lõi. Nên bây giờ nó có một cái xu hướng rất hay, nó gọi là doanh nghiệp hạnh phúc. Chúng tôi đang triển khai hệ thống gọi là ngôi trường hạnh phúc. Nhưng trên thế giới nó có một cái quyền là tái tạo tổ chức. Các bạn lên Google mà search tái tạo tổ chức. Nó là mô hình xanh ngọc. Trong mô hình xanh ngọc này nó miêu tả doanh nghiệp hạnh phúc. Tức là thay vì doanh nghiệp đặt target, đặt KPI rất nhiều làm cho nhân viên áp lực, thì bây giờ mục tiêu của chúng ta là mọi người được hạnh phúc. Mà muốn có hạnh phúc thì phải, cái hạnh phúc này nó phải đến từ bên trong. Bên trong chính chúng ta này này phải được huấn luyện đào tạo này này, để từ cái bên trong này nó nở hoa thành cái sự tự giác, thành cái sự tự nguyện, cùng làm, cùng hài hòa với nhau nó mới hạnh phúc. Còn ốp ở bên ngoài nhiều quá nó không có hạnh phúc. Chúng ta nhìn thử nhé. Đây. Năm nay này, chúng ta phải bình an hơn là chữ tĩnh này. Tâm nó tĩnh, nó bình an này. Năm nay chúng ta phải tập cho đi này, giúp đỡ được nhiều người hơn là của đạo đức này. Năm nay này chúng ta phải học hỏi này, để suy nghĩ mọi thứ nó có chiều sâu hơn ở đây này. Đặt mục tiêu này chứ không phải đặt mục tiêu là chữ tiền ở chỗ này. Không thay cái chữ tâm tính thiện lương bằng tâm tính kiếm tiền được. Không thay được. Đó, cách đặt mục tiêu. Ví dụ như là Viện Đào tạo Bách Khoa của chúng tôi là chúng tôi đặt mục tiêu rất khác. Chúng tôi đặt mục tiêu là làm thế nào để lớp học chất lượng hơn, chứ không đặt mục tiêu là làm thế nào để kiếm được nhiều tiền hơn từ lớp học. Làm thế nào để có thêm một cái lớp phục vụ hôn nhân và gia đình. Cái lớp đánh thức ý nghĩa cuộc đời, cái lớp chánh kiến là phổ cập, ai học cũng được. Nhưng mà cái đối tượng hôn nhân và gia đình nó trục trặc rất nhiều, thì làm thế nào để có một bộ giáo trình đào tạo chuyên cho cái nhóm hôn nhân gia đình, để trước hôn nhân học, nó học thật kỹ rồi đến khi nó bước vào hôn nhân, nó có gia đình thì nó hạnh phúc. Vậy cái đích của chúng tôi là làm thế nào để họ có hôn nhân và gia đình hạnh phúc, chứ không đặt mục tiêu là chúng tôi phải mở được một lớp có 1.000 người học. No. Mà phải trao giá trị cho họ được những gì. Trao được giá trị rồi thì lúc này mới tính đến 100 người học hay 1.000 người học tính sao. Như vậy là cái chất lượng đến từ giá trị trao đi nó quan trọng hơn là số lượng người học. Rồi có chất lượng rồi, có số lượng rồi thì tự nhiên tiền nó đổ về. Nên tiền nó là quả, nó đâu phải là nhân đâu. Nên tại sao chúng ta lại phải đặt mục tiêu là tiền? Sao chúng ta không đặt mục tiêu là hãy gieo nhiều nhân tốt? Đó. Thì cái cách nhìn này là cách nhìn rất khác. Cái cách nhìn là hãy gieo nhiều nhân tốt thì các bạn không còn phải cạnh tranh với thương trưởng nữa. Mà lúc này chúng ta phải cạnh tranh với chính mình. Mình phải nhìn lại mình để mình sửa mình thôi.
chứ mình không nghĩ cách làm sao để đấu đá hạ gục thằng kia, không nghĩ nữa. Chúng ta đấu đá hạ gục một cái công ty nào đó đối thủ của mình, đấy là cách chúng ta nhìn về quả thôi. Còn nhìn về nhân là cách nào để mình có nhiều giá trị trao đi thì nó tốt hơn. Chúng ta để ý này, trầm cảm do áp lực công việc cũng gây ra trầm cảm. Chúng ta để ý áp lực công việc đến từ đâu? Có phải là chúng ta đặt mục tiêu quá sức mình nhiều quá? Chúng ta có 10, chúng ta đặt 11 thì chúng ta làm được. Chúng ta đặt luôn 20 là bị quá sức nhiều quá. Đặt mục tiêu quá sức nó đến từ hai yếu tố. Một là thiếu hiểu biết. Hai là tâm tham nó lớn. Thì nó mới đặt mục tiêu cao quá. Vậy si và tham nó dẫn đến chúng ta bị ảo tưởng về công việc. Và từ đó sinh ra trầm cảm, sinh ra căng thẳng. Nha, đó. Đấy, công việc. Dạng thứ hai này. Công việc không áp lực mà vẫn trầm cảm. Tại sao? À, công việc nó rất bình thường, không có áp lực gì cả. Nhưng chúng ta trong quá trình làm, chúng ta lười, chúng ta ham chơi, ham chơi, ham hưởng thụ. Một ngày phải có 8 tiếng làm việc thì chúng ta làm việc có 3-4 tiếng đâu, còn đâu là đi chơi, đi hưởng thụ. Qua mặt sếp là nói dối là tâm tham, tâm sợ. Tham cũng sinh ra nói dối mà sợ cũng sinh ra nói dối. Đó. Như vậy là vì mình lo hưởng thụ cho chính mình là mình ích kỷ nên mình nói dối. Nói dối thì bị sếp ép, sếp kỷ luật, thế là sinh ra trầm cảm, sinh ra căng thẳng. À, hai vợ chồng ở nhà cãi nhau. Về các bạn về nhà rồi bị sếp chửi rồi các bạn mang cái cục tức đó về nhà xả lên đầu vợ. Vợ cũng đang bị bực bội ở cơ quan về lại xả lên đầu chồng. Thế là hai người xả lên nhau. Tâm sân nó đổ vào nhau. Trong quá trình xả lên nhau thì có người thắng và có người thua. Thằng thắng thì hả hê trên nền tảng là cơn giận được thỏa mãn. Thằng thua thì sinh ra bực bội, khó chịu, tích lũy cơn giận. Để rồi một ngày nó lại trút ngược lại lên đầu mình. Và cứ thế nó cứ nuôi dưỡng ba cái tâm này. Cái tâm bất thiện nó cứ lớn lên dần. Cuộc sống gia đình một ngày, hai ngày không sao. Một năm, hai năm nó biến thành địa ngục. Là vì thế. Và ly hôn xảy ra. Bản chất những cái căng thẳng trầm cảm là toàn bộ nó nằm ở bên đây. Bên tam giác màu đỏ. Vì nó thiếu cái năng lực rèn luyện tam giác màu xanh. Chúng ta làm một cái công việc, chúng ta có tìm hiểu nó kỹ chưa? Đặc biệt là phải hiểu rõ nhân quả và tìm giải pháp chưa? Đừng nêu lý do, hãy tìm giải pháp. Là chúng ta có xu hướng tăng trưởng được trí tuệ. Rồi, trong công việc các bạn có mạnh mẽ không? Dũng cảm này. Các bạn có bền bỉ không? Rồi làm việc mình có hít thở. Lâu lâu mình có quay về mình hít thở, nhắm mắt lại, thư giãn thả lỏng, để tâm nó bình tĩnh, nó bình an không? Các bạn làm nhanh được, nhưng với điều kiện tâm phải bình an. Làm nhanh mà tâm lo lắng bất an là nó nhảy sang bên đây rồi. Nhanh đi với lo lắng bất an là nằm bên đây. Nằm bên tam giác màu đỏ là không sớm thì muộn. Tham sân si cũng vận hành và các bạn trầm cảm xuất hiện. Căng thẳng mệt mỏi xuất hiện liền. Làm nhanh trên nền tảng của sự tĩnh lặng. Làm nhanh trên nền tảng của sự dũng cảm. Mạnh mẽ hơn người mà bình tĩnh hơn người. Làm nhanh rất tốt. Nên cũng là hai người làm nhanh phải xem họ ở trạng thái nào. 99% khi chúng ta làm nhanh, làm gấp là nó nằm ở bên màu đỏ tham sân si. Chỉ có những người nào luyện tập đủ lâu thì họ làm nhanh mới nằm ở bên tam giác đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Vậy bí quyết để vượt thoát căng thẳng stress là gì? Là hãy luyện đạo đức, trí tuệ, nghị lực đủ lớn. Thì các bạn làm nhanh, làm gấp vẫn không mệt mỏi. Vẫn bình an như không, không cần phải đi chữa trị tâm lý làm gì. Một ngày các bạn gặp bác sĩ tâm lý được 1 tiếng, 2 tiếng, à 1 tháng, à 1 tuần. Một tuần các bạn mất 100 đô, các bạn trả cho bác sĩ tâm lý 2 tiếng đồng hồ. Thế là các bạn bình an được 1 ngày vì vừa mới nghe động viên. Nhưng sang ngày hôm sau vợ chồng cãi nhau, đến cơ quan bị sếp áp lực, sếp chửi, thì bất an lại xảy ra. Sếp áp lực, sếp chửi, tâm sân. Vợ chồng cãi nhau, tâm sân. Tại sao sếp bực, sếp chửi? Vì sếp mong muốn là chỉ
cái tiền mình kiếm về phải là 10 tỷ cơ. Mình tháng đó mình mới đạt có 5 tỷ nên xếp chới. Nên chúng ta mới thấy không, khi mà đã dính tâm tham vô là tâm sân dứt khoát nó vận hành. Rồi người ta mới chút cái tâm sân nó sang những người xung quanh. Nên cái gốc là các bạn phải luyện ở đây này. Các bạn nhận doanh số 10 tỷ thì trí tuệ của các bạn phải đủ nghĩ ra giải pháp để kiếm được 10 tỷ. Và nghị lực của các bạn phải đủ năng lực bền bỉ. Làm nửa chừng bỏ không đạt được 10 tỷ. Đó, hai cái thằng này. Nhưng để đi làm mà các bạn vẫn hoan hỷ vui vẻ, đi đến đâu bạn bè đến đấy, đi đến đâu tình thương đi đến đấy, phải có đạo đức. Còn nếu mà không có đạo đức thì trí tuệ và nghị lực nó nỗ lực một thời gian, nó sinh ra bực bội và khó chịu vì nó thiếu cái đạo đức này. Và nó sinh ra cạnh tranh đấu đá nhau vì nó thiếu cái đạo đức này. Nên cái tam giác đạo đức trí tuệ nghị lực tuy ba mà là một, mà tuy một là ba. Lưu ý nhé, không bỏ yếu tố nào được. Ba yếu tố này nó quyện lại, nó thành nhân cách sống của chúng ta. Còn chúng ta không biết rèn ba yếu tố này quyện lại thì ngay lập tức ba cái yếu tố này như cỏ dại nó sẽ mọc lên. Tham sân si nó giống như cỏ, không cần gieo trồng nó vẫn mọc. Còn đạo đức trí tuệ nghị lực nó giống như là lúa, các bạn phải bỏ công chăm bón nó mới lên được. Thì cái này nó gọi là tiến trình rèn luyện. Đây nó gọi là giáo dục. Đây nó gọi là tiến trình rèn luyện cả đời. Nằm chỗ này. Thì từ những cái tâm bất thiện, lo lắng bất an sợ hãi này, nó chuyển thành sự bình an mạnh mẽ, mà dám sống cống hiến, dám sống cho đi, dám sống hiểu biết. Đó.